Toy Trip Jedi High-End Equipment Instruction, cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Chào mừng các bạn đến với thiên đường cardio của THOL Dream Center quận 9. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn các thiết bị cardio chuẩn Mỹ Đế tại Thor Gym quận 9. Cũng là những cái máy được trang bị trong hệ thống thể hình online Dream Center. Đây là những chiếc máy rồi là tuyệt vời của trung tâm chúng tôi. Tên là Son, thương hiệu Son. Máy này là Y95. Hy vọng Duy không nhớ sai. Y là viết tắt chữ Electrical, còn gọi là máy tập toàn thân. Máy này cũng là một trong những máy rất là quan trọng, rất là quan trọng của chương trình cardio mà Duy muốn đề cập với các bạn. Các bạn hãy đến thiên đường cardio của Duy Nguyễn để bạn tận hưởng hết tất cả những cái tinh hoa, những chất xám của sự đầu tư dàn máy cardio mà Duy ngày đêm phải suy nghĩ. Đây là chiếc máy tập này bạn không? Thấy Duy tập rất là trơn. Bạn có thể đi như vậy. Không cần điện luôn, màn hình chưa lên nha các bạn. Không cần điện luôn. Nhưng mà cái mà Duy muốn nói đó, nó rồ hơn. Cái chương trình của cái máy này nó giống hệt như chương trình của cái máy TT8, nó chung hãng đó bạn. Nên những cái chương trình nó cũng gồm có manual, hill, fast burn, cardio, trend. Thì tất cả những cái chương trình đó các bạn chưa biết thì các bạn xem lại video mà Duy đã quay trong một chương trình máy chạy bộ. Còn bây giờ là Duy hướng dẫn các bạn những cái tính năng của cái máy này thôi. Những cái tính năng, những cái thao tác và cái cách tập luyện trên cái máy này để các bạn đến với hệ thống Thor Gym, các bạn hoàn toàn có thể tự tập được. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau nhìn trên màn hình thì nó cũng giống như là cái máy chạy bộ thôi, nó không khác nhau nhiều lắm. Rồi bây giờ dàn nút cũng bố trí cũng tương tự như vậy. Nhưng mà nó khác ở chỗ là bên đây là inline là độ dốc á. Inline là độ dốc, level là tốc độ. Vậy thì độ dốc là cái gì? Lạ quá, tôi chạy bộ, tôi đi trên cái máy này mà độ dốc là cái gì? Đó, bây giờ mình thử độ dốc là gì đúng không? Bây giờ mình cứ chỉnh qua manual chơi đi. Giống thằng kia nhắn không ăn đâu, giống như đây nè. Đó, màn hình khá đẹp. Nó cũng giống như thằng kia thôi, màn hình nó cũng kiểu chung hãng mà đó. Bây giờ inline đang là 1, level là 1. Level là gì? Là cái độ nặng của cái máy chứ không phải là tốc độ nhanh nha. Cái này nó càng nhẹ mình đạp càng nhanh, mà tao nó nặng quá là mình đạp không được. Rồi bây giờ chúng ta test bên cái inline là chỗ nào. Vậy thì cái nút nào để thao tác inline đây? Đây mà thấy không, bên trái là nút thao tác inline. Nhưng mà nếu mà nó ngu như vậy thì Duy Nguyễn mua làm gì? Đó mà để ý, trên đây nó có nút là thao tác inline nữa này không. Bên đây là thao tác level, bên đây là thao tác inline. Bình thường á thì inline nó bằng không, nó nằm ngang. Còn bây giờ inline nó dốc lên, nó nằm xéo xéo lên thì nó nhấn vô cái đùi trước nhiều hơn nha các bạn. Nè, nó nhấn vô cái đùi trước nhiều hơn. Đó, nó đổ người về phía trước nhiều hơn. Hiểu chưa? Đó, nó đổ người về phía trước nhiều hơn. Vậy thôi, người ta hiểu inline rồi đó. Tốc độ thì biết rồi. Nè, bây giờ Duy sẽ đang là tốc độ 1 nha, bạn thấy Duy đạp không? Duy đạp rất là nhẹ nhàng, bây giờ nhấn tốc độ lên. Nhấn tốc độ lên bên tay phải á, đè luôn là đứng lại á. Tốc độ 20 là mắc. Vậy thì liệu 20 mình có đạp nổi không? Nè nhìn Duy nha. Rất là vất vả. Rất là vất vả, không nổi đâu các bạn, nặng quá. Nó chậm, nó di chuyển đâu có nổi đâu, nó nặng quá. Đó, nên chúng ta chỉnh tốc độ mu đau. Đau xuống, tốc độ chừng 10 thôi. Ha.
mắc là 20, trung bình là 10. Vậy trung bình là 10 là tôi chơi được rồi đó. Ha. Trung bình là 10. Vậy thì nó quay lại cái bài toán. Nó quay lại cái bài toán giống như là chạy bộ. Vậy thì cái chương trình là gì? Là sự kết hợp giữa thời gian, độ dốc và tốc độ. Đó. Ba thông số đó nó tạo thành cho bạn một cái chương trình phức tạp. Rồi, phần tiếp theo Duy giới thiệu các bạn là cảm quan về các cái tư thế tập. Rồi, bây giờ cách dạy. Tay cầm nó có hai vị trí. Một đó là phía trong, hai là phía ngoài. Vậy thì nên dùng cái nào? Phía trong á thì chúng ta tập sao? Nó đo được nhịp tim nha các bạn. Đó. Đứng tư thế số 1 mà quyền thoại của Duy á, phô cầu dãnh đằng chút. Thấy không? Đó, đạp. Bạn muốn tập cái kiểu đổ người như vậy thì làm ơn cái tay ở đây nhấn cái inline lên. Đó. Nhấn inline lên nha. Là đi ra nó chạy lên nè. Inline 20 rồi đó. Rồi giờ đổ nè. Đổ bao đã luôn, nhấn vô cái đùi trước nhiều hơn. Đó. Ở cách tập này thì cơ thân dưới nó hoạt động. Thân trên nó chưa hoạt động. Muốn thân trên nó hoạt động á thì đổ cái tập khác. Hai cái tay vậy nè. Đó. Thân trên nó phụ. Nhưng mà như vậy thân trên nó cũng chưa nhiều lắm. Nha các bạn. Muốn thân trên nó nhiều lắm, hạ inline về 1. Bằng cách nhấn tay trái đè luôn. Inline nó chạy về 1. Rồi. Từ từ nó hạ thẳng ra. Inline càng cao tập càng mệt, tốc độ càng cao tập càng mệt. Đó. Duy thích cầm xuống ngoài nè ha. Kéo. Tăng tốc độ lên, chưa phê. Kéo là thường phải tập nặng. Đó, như vậy kéo mới phê nè. Level 13 đó các bạn. Thở nhiều luôn. Ok, stop. Để chúng ta qua chương trình. Thời gian dạy nãy giờ chưa coi. Máy kia nó cho 5 phút, chắc cái máy này nó bắt 10 phút rồi. Bây giờ ví dụ như mình chạy H2T đi, Duy thích này hơn. Mấy chương trình kia nó cũng giống vậy thôi, không nói nữa. Chọn H2T, kịch. Thời gian 10 phút xuống một chút coi được không? Không được rồi. 10 là minimum rồi. Này nhẹ thôi. Bạn nhìn vô đồ thị, nó sẽ khác một chút so với máy chạy bộ. Máy chạy bộ là chu kỳ nó ngắn hơn, số lượng chu kỳ nó nhiều hơn. Còn máy này á thì chu kỳ nó dài hơn, số lượng chu kỳ nó ngắn hơn. Nó chỉ có 4 chu kỳ thôi. Chu kỳ là gì? Là một cái cao kết hợp một cái thấp. Cục cao là gồm hai cục. Cục cao là gồm hai cột. Đó, cục thấp là gồm hai cột. Nó kết hợp với nhau. Nó tạo ra một chu kỳ. Và đây là một cái máy kết hợp rất là tuyệt vời chung với máy rô. Đó. Đó. Rồi, các bạn cứ trải nghiệm hết tất cả những chương trình bạn thích. Mình chỉ minh họa cho bạn một chương trình thôi. Thao tác nhớ. Bên tay trái là inline, bên tay phải là level. Bạn có thể chỉnh ở đó, inline, nó nhảy inline dưới đây. Level là level này. Đó, thì bạn có thể thao tác trên màn hình cũng được, hoặc là thao tác trên tay cầm. Thao tác trên màn hình là lúc chúng ta chỉnh để chúng ta chạy. Còn trong lúc mà chúng ta chạy, chúng ta thao tác trên nút này hay nút này. Trong một cái chương trình chúng ta đã chọn mà chúng ta thay đổi bất kỳ ở một cái cột nào thì từ đó trở về sau nó đều thay đổi hết. Nhưng mà nó biến thiên theo cái đồ thị được lập trình sẵn. Đó, thói quen của Duy là lên cái máy này là Duy cũng chạy manual các bạn. Thể loại này nó thích hợp manual. Manual là chạy nó rất là ok, tại mình kết hợp với hai nút bấm này nè. Mình control theo cái sức của mình nó rất là tiện. Còn khi mà những cái máy khác á mà nó không có thiết kế hai nút bấm này á, là Duy chạy chế độ. Là Duy chạy chế độ, thấy không? Nên cái này là Duy chạy level mà manual, thấy cái này nè không? Cảm thấy nó chậm á, nó nhẹ thì nhấn up bên phải lên tốc độ. Nó lên level 10. Rồi thấy nặng rồi đó. Rồi từ đây nè là cái căn bản, thấy không? Đó, thì các bạn cứ đến thể hình online đi thì sẽ được trải nghiệm những cái máy này. Và các bạn kết hợp với video hướng dẫn của Duy Nguyễn thì bạn sẽ rành nó thôi. Bí
GPT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.